Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 10 triệu top càng mini card nha bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video Motoram Start Chatbot. Rồi các bạn bấm chat nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên của anh John kiếm gấp nè. Rồi sau đó bắt up lên nè. Vì sao không đắt? Rồi bấm chat cái nữa các bạn. Rồi. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm theo zone này drop nè. Rồi mình đã zone kênh group này. Drop lên nè, zone tiếp kênh seller nè. Các bạn zone sẵn các bạn. Trên Twitter các bạn follow, like và retweet post nè. Trên Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn tweet là hoặc có thể tweet nha các bạn. Mình chỉ dẫn tweet cho những người bạn mình làm luôn các bạn. Rồi tiếp tục mình bấm submit đi tên nè. Rồi các bạn điền là username Telegram bằng nó son sợi gấp nữa. Tiếp tục con điền là username Twitter các bạn. Gian này khá là đơn giản luôn các bạn. Tiếp tục submit điền retweet đi. Thì các bạn mở Twitter của mình ra nha bạn. Các bạn nhớ ba anh cùng nhấp vào mùa hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn đã tweet nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi lên chat nè. Tiếp tục gửi địa chỉ bên B sẽ match trên bet 20 trên cái chocolate mình nè các bạn. Sau đó bấm dậy sau tiết để cầm nhật từ khoảng mình nha các bạn. Mình gì lên ghép chia sẻ cho bè những thằng để kiếm tôi cần các bạn. Video này em kết thúc, mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.